Những ngày này, guồng quay tái thiết làng Nù đã chính thức được khởi động. Chính quyền các cấp ở Lào Cai đang gấp rút thực hiện khu tái định cư trong hoàn cảnh biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Vết thương ở làng Nù sẽ lành. Ở làng Nù, nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, nhưng những người còn sống nước mắt đã nuốt vào bên trong để hướng về tương lai. Bà Hoàng Thị Nhận, 59 tuổi, ngày qua ngày đến đường bê tông gần nhà văn hóa để ngóng thông tin từ đoàn tìm kiếm. Gia đình cháu bà Nhận ở khu vực lũ quét làng Nù, nhà có 6 người, 5 người chết và mất tích, chỉ còn cháu H, T, L 7 tuổi đang điều trị ở bệnh viện huyện. Cháu L, còn một người chú đi làm việc ở thành phố Lào Cai nên may mắn thoát nạn. Giờ chỉ mong được sống an toàn, yên ổn. Nhà nước sớm hỗ trợ cho hai chú cháu của gia đình còn sót lại sau lũ, bà Nhận nói. Thêm nữa, trong nhà vẫn còn mẹ của cháu N mất tích, bà Nhận vẫn ngày ngày chờ đợi ở làng Nù để người sống được yên lòng mà sống tiếp. Ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, anh Hoàng Văn Nhớ, sinh năm 1987, đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Những người bị thương như anh Nhớ được điều trị tích cực suốt những ngày qua, trường hợp chấn thương nặng đã chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương. Vài ngày nữa, anh Nhớ và con gái sẽ được xuất viện về làng. Làng Nù còn, nhưng nhà anh không còn. Bản thân tôi cũng như nhiều người dân khác rất mong nhà nước tạo điều kiện sớm bố trí nơi định cư an toàn nhất để khắc phục sự cố hậu quả, cuộc sống trở lại bình thường sớm nhất, anh Nhớ nói. Gần một tuần sau ngày xảy ra trận lũ quét ở làng Nù, những bộn bề công việc ở nơi đây dần được hàng nghìn người chung tay sắp xếp lại. Các chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ vẫn cần mẫn từng mét vuông trên đống bùn, dòng suối rộng hơn 24 hectare để tìm kiếm những người mất tích. Cách xá từ cả chục km, những đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi trong cả nước xếp hàng chờ để chuyển hàng cứu trợ vào tập kết. Hàng hóa, tiền mặt của các nhà hảo tâm được trao tận tay những người dân cần giúp đỡ. Từ bản Chí Trong, Chí Ngoài, Nà Khem, Nà Phát, ở xã Phúc Khánh hay Tận Vuộc, Chiềng ở xã Lương Sơn, người dân đổ về để cùng góp tay xoa dịu nỗi đau làng Nù. Những ngày qua, nhà ông Hoàng Văn Tể, cách địa bàn sạt lở chừng 500 mét, trở thành nơi ăn trốn nghỉ cho các chiến sĩ làm công tác cứu hộ. Ông Tể giao việc cho con cháu nấu cơm đãi khách. Những người chưa biết tên nhau, còn chưa quen mặt nhưng cứ đến bữa lại về như những người thân trong gia đình. Nhà mình không bị sao, giúp được cái gì thì giúp, người đàn ông dân tộc Tày nói đơn giản. Nhiều hộ gia đình khác cũng như nhà ông Tể, đón các chiến sĩ, không nề hà hỗ trợ các đoàn công tác khảo sát khu vực. Thậm chí, dù chỉ nghe phong thanh khu tái định cư sẽ ở khu vực nhà mình, đã có người dân dục dịch thu dọn đồ đạc, sẵn sàng thu dọn chờ giải phóng mặt bằng cho các hộ mất hết nhà cửa. Sợ lâm họa cũ, ngay sau ngày Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát hiện trường 12/9, các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai đã bắt tay lên phương án đưa dự án tái định cư cho người dân bị mất nhà sau lũ quét ở làng Nù. Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay tỉnh đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi đến hiện trường vụ sạt lở hôm 12 tháng 9. Chúng tôi tìm vị trí an toàn để thực hiện, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải xong khu tái định cư. Mục tiêu an toàn được vị Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhắc đến cũng chính là nỗi lòng của những người dân thoát nạn sau lũ quét. Bốn người gia đình ông Hoàng Văn Duân kịp chạy ngay trước cơn lũ ập về, tài sản chỉ còn bộ quần áo mặc trên người. Chúng tôi mong nhất là có chỗ ở, nhưng phải an toàn, ông Duân chia sẻ. Những người dân chúng tôi hỏi chuyện đều mong muốn chỗ ở mới phải an toàn. Trải qua trận lũ quét không thể tưởng tượng nổi, chứng kiến sức tàn phá của thiên nhiên, người ta như chim sợ cành cong. Ông Hoàng Văn Tá, xã Phúc Khánh, chia sẻ, nhà tôi cách khu vực lũ quét không xa, nghĩ lại cảnh tượng hôm đấy vẫn sợ, giờ nghe tiếng mưa rơi, nước suối chảy mạnh cũng sợ. Đáp ứng yêu cầu của người dân, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã cam kết sẽ khảo sát, đặt vấn đề đảm bảo an toàn lên hàng đầu. Từ chiều ngày 12 tháng 9, thiết bị bay không người lái chuyên dụng đã vè khảo sát khắp làng Nù và cả các khu vực lân cận. Hết pin, các kỹ sư lại vào nhà dân sạc nhờ điện rồi tiếp tục tìm vị trí an cư khả thi nhất cho người dân. Gần hội trường nhà văn hóa thôn, phòng lao động thương binh và xã hội huyện Bảo Yên tổ chức lấy ý kiến người dân về hiện trạng và nhu cầu nhà ở sau bão số 3. Theo đó, đã xác định 35 hộ có nhu cầu tái định cư. Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể, một cán bộ nói. Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị địa phương bố trí vị trí ở tạm cư trong lúc chờ khu tái định cư hoàn thành. Hơn một ngày sau, địa phương đã xác định khu vực tạm cư, đưa máy móc vào thi công. Được biết, mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50-60 m² diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Khu tạm cư được một tập đoàn lớn hỗ trợ toàn bộ chi phí xây dựng, dự kiến hoàn thành trong 10 ngày. Và khoảng 72 tiếng đồng hồ kể từ khi Thủ tướng Chính phủ rời hiện trường, tỉnh Lào Cai đã cùng người dân họp bàn chốt phương án xây dựng làng Nù mới. Làng Nù đã mất đi một phần, tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng làng Nù mới tốt hơn cho người dân. Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định, khởi động guồng quay tái thiết làng Nù,
ngay sau khi dự cuộc họp hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3 được tổ chức trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào sáng ngày 15 tháng 9, cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh Lào Cai gấp rút lên đường đến hai địa phương cần xây dựng khu tái định cư cho người dân. Cung đường đến Làng Nổ, huyện Bảo Yên, đoàn công tác của ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có thêm thành viên là hai phó chủ tịch tỉnh, giám đốc một số sở, ngành và các chuyên gia địa chất. Vừa đến xã Phúc Khánh, ông Trường cùng các chuyên gia bắt tay ngay vào khảo sát địa chất, thủy văn. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, chính quyền tỉnh Lào Cai cũng ưu tiên phong tục tập quán của bà con nơi đây khi lựa chọn điểm tái định cư. Người dân được mời đến nhà văn hóa để họp lấy ý kiến. Hơn 5 giờ chiều, ông Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác bước vào phòng họp, áo ai cũng vẫn thấm đẫm mồ hôi. Sau khi bàn thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trình bày hai phương án chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư. Thứ nhất, xây dựng làng nủ mới giữa cánh đồng rộng khoảng 3 hecta. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là địa hình thấp, hai dòng suối chảy quanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét. Thứ hai, khu vực xây dựng làng nủ mới tại đồi Sim, cách khu vực làng cũ khoảng 2 km. Khu vực này có địa hình cao, được cho là an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Trao đổi với dân Việt, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xác nhận 100% người dân đã biểu quyết đồng tình với phương án 2 được chính quyền, nhà nước đã tìm vị trí an toàn, bà con không có ý kiến gì khác. Ông Diệp nói thêm, vị trí xây dựng Làng Nủ mới ở cách địa điểm xảy ra lũ quét khoảng 2-3 km, được nhiều người dân đánh giá tốt vì ở chỗ cao, không gần suối. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu khu tái định cư phải hoàn thành xong trước 31/12 dù còn bộn bể công việc cần giải quyết. Khi hoàn thành, người dân sẽ được bốc thăm lựa chọn nhà đảm bảo minh bạch, công bằng, dân chủ. Địa phương sẽ thực hiện kiểm đếm, đo đạc, đền bù giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu lên đồi núi, thi công xây dựng. Cả núi công việc cần hoàn thành trong 3,5 tháng. Rất nhiều thủ tục cũng như nhiệm vụ, nhưng chúng tôi quyết hoàn thành, một cán bộ khẳng định chắc nịch. Cuộc họp chưa kết thúc, đã có cán bộ lên phương án làm việc với các hộ dân cần giải phóng mặt bằng, liên hệ đơn vị vận chuyển máy xúc cỡ lớn đến thi công. Có thể nói, ở địa phương miền núi như huyện Bảo Yên, chưa có dự án xây dựng khu tái định cư nào thực hiện trong quãng thời gian ngắn như vậy, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền như thế. Guồng quay tái thiết Làng Nủ đang được thực hiện như một điểm tựa được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tối ngày 15 tháng 9 tại chương trình Điểm tựa Việt Nam, tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc ta, của mỗi người khi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt qua giới hạn của bản thân với tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể. Theo ghi nhận của dân Việt, sáng nay ngày 16 tháng 9 cán bộ địa chính đến đo đạc và vận động các hộ dân để giải phóng mặt bằng. Dự kiến, thời tiết thuận lợi sẽ hoàn thành san gạt mặt bằng trong vòng 5 ngày. Sắp xếp chỗ ăn chỗ ở tiến độ nhanh như thế là rất đảm bảo, để bà con bớt đi phần nào xót xa khi chưa tìm thấy người thân, ông trưởng thôn Làng Nủ tâm sự. Cá nhân em là người sinh sống tại một nơi hơn 20 năm nay em mới được chứng kiến một trận lũ lịch sử như này, một nước sông Công, sông Cầu dâng cao, và đặc biệt là sông Cầu thì toàn thành phố là bị ngập trên diện rộng, và đặc biệt là ngập nhiều nhất là khu vực phường Quang Vinh, khu vực Túc Duyên và khu vực Đông Hỷ. Thì sau khi mà nhận được thông tin thành phố cầu cứu và ngập úng thì em đã lên phương án họp bàn với hộ anh em tàu thuyền và cứu hộ cứu nạn của hồ Gành Chè em, và mang những trang thiết bị vật tư có thể sử dụng để cứu hộ cứu nạn được mang ra di chuyển ra ngoài khu ngoài thành phố, là bao gồm có ban đầu mang đi là có 2 thuyền máy, 2 thuyền cano và 7 chiếc súp và 1 chiếc thuyền chèo tay thì để tiếp cận được trong khu vực nội thành thành phố. Nó hoàn toàn phù hợp áo phao rồi phao cứu hộ. Trong quá trình mà cứu hộ cứu nạn thì số điện thoại của em thì cũng được nhiều các kênh truyền thông, báo chí rồi các trang mạng chia sẻ, rất nhiều người cầu cứu em. Ngày hôm đó thì chúng em thì cứu nhau đi cứu hộ chia theo đội, đội 10 người thì chia hai nhóm. Ngày hôm đó đầu tiên là chia nhóm là trên Quang Vinh và nhóm Túc Duyên, thì em trực tiếp là khu vực phường Túc Duyên là phải bơi thuyền súp chèo tay vào bên trong, vì nước nó cũng không quá sâu, nước từ đầu ngoài và không quá sâu nên không thể đi ca lô được, và đến vào bên trong nó mới sâu, nên sâu thì bắt đầu chuyển sang xiết, nên thì phải đi lấy thuyền súp vào. Thì bọn em cứu rất nhiều người, ấn tượng nhất là ở của chợ Túc Duyên, và em cứu được rất nhiều các trẻ nhỏ và mẹ là mới sinh và mẹ bầu. Trong buổi tối ngày hôm đó rồi em thì bọn em gom nhóm lại chờ về khu vực Quang Vinh, khu vực Quang Vinh nơi thời điểm rất là nóng, mực nước ở trong khu Quang Vinh thì nó càng ngày càng tăng, mà người dân ở thành phố thì lại không sơ tán, tại vì là họ không nghĩ là nước
có thể ngập đến nhà của họ. Và cũng là lần đầu tiên nước có thể ngập để tràn đến trong các tuyến phố rồi các nhà cao tầng như vậy. Họ chưa sơ tán ở bên trong có rất nhiều người. Và các sự cầu cứu đổ về khu vực Quang Vinh quá là nhiều. Nhóm chúng em gom vào nên khu vực Quang Vinh phương tiện có sự hạn chế. Thì chỉ có hai phương tiện di chuyển chính được ở bên trong khu vực Quang Vinh là phương tiện calo. Thì cứ 10 người thay nhau, người ra người vào mệt nghỉ thay ca cho nhau. Thì vào bên trong khu vực Quang Vinh thì đón rất nhiều người, hàng nghìn người luôn ở trong khu vực Quang Vinh. Và làm liên tục như vậy đến một ngày một đêm ở Quang Vinh. Có những lúc chỉ gọi là rảnh rang ăn được tí bánh mì hoặc là uống ngụm nước, là uống ngụm nước và ăn luôn ở trên thuyền. Chứ hầu như là không xuống thuyền mấy đâu. Và đưa được người ra cái là được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng là đón người ra khỏi thuyền của em luôn. Và lại tiếp tục mang nước uống và những cái nhu yếu phẩm cần thiết cho người bám trụ lại. Và đưa cái người thực sự cần ra là phần lớn là người già, phụ nữ, trẻ nhỏ.